chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là trẻ em, tất cả các trẻ em đều là cái người ngoại quốc. Để nói rằng gì ạ? Những cái trẻ em mà chúng ta sống cùng ngày hôm nay ấy, giống như là cái lúc mà chúng ta đi ra nước ngoài, các anh chị đã từng đi ra nước ngoài rồi thì chúng ta sẽ thấy là lần đầu tiên nó vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng mà đối với trẻ em thì là tất cả trẻ em trên thế giới đều là những cái người ngoại quốc, để cho chúng ta cảm thấy được rằng là khi một người mới đến với chúng ta như vậy thì cái sứ mệnh và cái trách nhiệm của chúng ta như thế nào về mặt xã hội, về mặt pháp lý, về mặt vai trò ở trong gia đình. Và ngày hôm nay thì nội dung đầu tiên Quyên muốn chia sẻ cho các anh chị đó chính là cái quy luật vận hành của vũ trụ trong vấn đề này. Chúng ta sẽ thấy rằng gì ạ? Tất cả người lớn đều đã từng là trẻ em. Tất cả chúng ta ngồi đây đều đã từng là trẻ em. Và tất cả trẻ em đều sẽ trở thành người lớn. Đây là một cái quy luật trưởng thành tất yếu, phải không ạ? Và trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Rất là nhiều người đang cho rằng là trẻ em giống như người lớn và trẻ em chỉ là cái phiên bản thu nhỏ của người lớn thôi. Nhưng mà trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Người lớn có thể sống thiếu trẻ em, nhưng mà trẻ em thì sẽ không thể nào sống thiếu người lớn được. Chúng ta nắm bắt được bốn cái quy luật này để chúng ta đồng hành cùng với trẻ em, chúng ta chia sẻ những cái khó khăn mà trẻ em, con em của chúng ta đang gặp phải ngay chính trong gia đình của mình và ngay chính trong xã hội thời kỳ Covid ngày hôm nay. Đầu tiên là 10 cái điểm nhấn liên quan tới trẻ em và phát triển kinh tế xã hội theo như báo cáo của UNICEF, tức là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Thì Quyên muốn chia sẻ cho các anh chị là gì ạ? 10 cái điểm nhấn này để chúng ta có một cái nhìn, một cái bức tranh toàn cảnh về trẻ em Việt Nam hiện nay. Thứ nhất ấy, thì các anh chị thấy là Việt Nam là cái quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và là cái quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em từ năm 1990, đúng không ạ? Và từ năm 1990 cho tới mãi năm 2016, chúng ta mới hoàn thiện cái luật trẻ em. Một cái chặng đường nó rất là dài để thấy rằng chúng ta đã bắt đầu từ rất là sớm, nhưng mà chúng ta đến đích có vẻ như là hơi trễ. Do vậy là ngay chính bản thân chúng ta, những người lớn đã từng là trẻ em, chúng ta không có một cái cảm nhận rất là rõ ràng và đặc biệt về quyền trẻ em của chúng ta khi mà chúng ta thời thơ ấu như thế nào. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng là gì ạ? Cái pháp lý về quyền trẻ em nó rất là mờ nhạt ngay chính bản thân chúng ta từ thời thơ ấu cho tới bây giờ. Vậy thì biết được cái điều này để chúng ta thấy rằng là đây là cái thời kỳ, cái đích và là cái điểm mà chúng ta có thể tập trung để chúng ta nhìn nhận về cái quyền trẻ em nó rõ ràng hơn. Thứ hai, đó là mỗi năm ở Việt Nam chúng ta có khoảng 40.800 trẻ em gái không được sinh ra chỉ vì giới tính của các em là con gái. Thật là kinh khủng phải không ạ? Tức là mỗi năm có gần 50.000 trẻ em gái không được sinh ra do sàng lọc trước sinh, những cái siêu âm để biết được giới tính của bé gái và từ đó thì bỏ không có chọn sinh ra vì cái truyền thống vẫn đang là trọng nam khinh nữ. Những cái con số này khiến chúng ta giật mình. Đó là lý do vì sao mà bây giờ trong những cái lần mà đi siêu âm ấy thì sản phụ sẽ không được tiết lộ giới tính của thai nhi để người ta có thể hạn chế cái phần nào cái hành vi đó là chúng ta lựa chọn giới tính trước sinh. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn thường biết được hầu như 100% là chúng ta đang mang thai bé gái hay là bé Xin trai. lỗi Quyên ơi, xin lỗi Dạ em xe nó lên cho nó lớn lên chút xíu. vâng ạ. À, đúng ạ. Rồi. Đúng rồi, cảm ơn em, thầy mắt mờ tí. Cảm ơn em. Vâng ạ. Cái tiếp theo ấy, cái điểm nhấn thứ ba đó chính là hàng năm thì có khoảng 1.000 ca tử vong ở trẻ em dưới 14 tuổi do chất lượng không khí tồi tệ.
vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các anh chị em sẽ thấy là như ở Sài Gòn của chúng ta thì cái chất lượng không khí nó rất là xấu, và mỗi năm như vậy trung bình có khoảng 1.000 trẻ em sẽ chết vì cái chất lượng không khí này. Và cái điểm nhấn thứ tư đó chính là trẻ em là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 như Quyên đã chia sẻ từ đầu chương trình, phải không ạ? Các em không được đến trường, các em không được tiêm vaccine, các em là cái nguy cơ bị xâm hại tình dục trong cái thời đại mà cách ly này rất là rõ ràng. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhiều lúc mà chúng ta quên nhìn vào những cái đứa trẻ của mình đang chơi ấy, tự nhiên mình rơi nước mắt. Bởi vì sao ạ? Không nghĩ rằng là các con lại trải qua cái thời đại như vậy, cái thời kỳ như vậy. Bởi vì cái tuổi thơ là cái quý giá nhất của mỗi con người. Và nhìn những cái đứa con của mình chơi với một cái không gian không trường lớp, mà không bạn bè, thực sự là mình cảm thấy là mình rơi nước mắt. Bởi vì chính mình là cái người đã chọn đưa con về cái thế giới này, và chỉ biết cách là mình sẽ đồng hành cùng với con để cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thôi ạ. Tiếp theo, một cái điểm nhấn cũng rất là đáng lưu ý, đó chính là Việt Nam vẫn còn khoảng 12 triệu người trên cả nước phóng uế bừa bãi. Nó gây ảnh hưởng đến môi trường và cái chất lượng sự sống của các em nhỏ. Đây là cái điều mà khi mà đưa ra nói với thế giới thì rất là mất mặt luôn các anh chị ạ. Bởi vì là con số này là của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đưa ra, và cạnh những cái này sẽ được nói trên cái bàn hội nghị của quốc tế. Và cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy là có một chút gì đó xấu hổ, bởi vì là đó là những cái hành vi của người lớn, nó đang gây trực tiếp tới cái quyền trẻ em. Và cái điểm nhấn thứ 6, các anh chị sẽ thấy là khoảng 2 triệu trẻ em thừa cân và béo phì, trong đó 6% là trẻ dưới 5 tuổi và 10% là trẻ từ 5 tới 19 tuổi. Chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái con số này, bởi vì là xung quanh chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ trẻ em béo phì rất là nhiều, đặc biệt là ở thành thị. Và Việt Nam đang phải chịu một cái gánh nặng kép, tức là vừa thừa cân béo phì nhưng mà lại vừa suy dinh dưỡng. Đây là một cái gánh nặng kép rất là lớn mà cả xã hội của chúng ta vẫn đang phải tìm cách để mà giải quyết. Và cái điểm nhấn tiếp theo đó chỉ là chỉ khoảng 66,2% trẻ em dân tộc thiểu số từ 3 tới 5 tuổi được đi học mầm non thôi ạ. Và chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta tìm hiểu về giáo dục sớm thì cái độ tuổi mà trước 6 tuổi là cái độ tuổi vô cùng tuyệt vời để chúng ta phát triển những cái nhận thức ban đầu và cái tư duy của trẻ em trong cái giai đoạn là trước 6 tuổi, phải không ạ? Nhưng mà các em không được đến trường, không có được giáo dục mầm non, cho nên là vẫn thiệt thòi rất là nhiều. Và chúng ta cũng sẽ giật mình nếu như mà chúng ta sẽ thấy rằng là khoảng 2.000 trường hợp lạm dụng trẻ em mỗi năm. Trong cái phiên chia sẻ trước đây thì Quyên đã chia sẻ cho các anh chị thấy cái con số này nó rất là lớn. Trong đó 75% trường hợp trẻ em lạm dụng tình dục, bị lạm dụng tình dục. Và khoảng 20% là các trẻ đã bị từng bị trừng phạt về thể chất ở trường. Chúng ta là các thầy cô, chúng ta có thể nhìn thấy cái điều này khá là rõ ràng. Nó khoảng 20% các em sẽ bị trừng phạt thể chất ở trường, một con số nó thể hiện cái hành vi bạo lực rất là lớn. Và đơn giản là từ 3 trẻ em từ 1 tới 14 tuổi thì sẽ có 2 trẻ em từng chịu hình phạt gây ảnh hưởng đến tâm lý hoặc là thể chất. Con số có làm các anh chị thức tỉnh không ạ? Tức là có 3 trẻ em thì sẽ có 2 trẻ em từng chịu hình phạt ảnh hưởng tới tâm lý hoặc là thể chất. Và cái điểm nhấn cuối cùng đó là mỗi năm thì có khoảng 80.000 trẻ em dưới 18 tuổi là phải can thiệp pháp luật, trong đó là trẻ vị thành niên là 18.000 người sẽ phải đối mặt với các cái hình phạt của pháp luật. Đây là một con số nó thể hiện là cái hiểu biết pháp lý về quyền trẻ em cũng như là pháp lý mà người lớn dành cho trẻ em đang còn rất là thiếu thốn. Con số rất là lớn, phải không ạ? Và tiếp theo, các anh chị sẽ được tiếp cận rằng là cái hành trình cuộc đời dưới cái góc độ pháp lý là như thế nào. Quyên đã thống kê cho các anh chị thấy gì ạ? Chúng ta sẽ trải qua 6 giai đoạn trong vòng đời của mình. Giai đoạn thứ nhất là sơ sinh. Sơ sinh tức là những cái trẻ
không thể nói được. Xuất phát của từ Latin, nó có nghĩa là inference, tức là những người không thể nói được thì sẽ xếp vào trẻ sơ sinh. Tiếp theo là cái đối tượng trẻ nhỏ thì sẽ là dưới 6 tuổi. Chúng ta bước từ sơ sinh cho tới trẻ nhỏ và chúng ta sẽ bước lên trẻ em. Ở đây các anh chị, có bao nhiêu người biết được trẻ em là người dưới 16 tuổi ạ? Có rất là ít người sẽ biết được trẻ em là người dưới 16 tuổi, bởi vì chúng ta thường mặc định rằng là trẻ em là cái người đang còn nhỏ tuổi, đúng không? Do vậy là những cái trẻ mà 12, 13 tuổi khi mà bày tỏ cái quan điểm của mình thì chúng ta sẽ nói là còn con nít mà, chứ gì đã bày tỏ quan điểm. Nhưng mà thực ra là trẻ em cũng có cái quyền bày tỏ quan điểm đó và là cái người dưới 16 tuổi theo như điều 1 của luật trẻ em. Chúng ta bước sang cái giai đoạn thanh niên, đó là từ 16 đến 30 tuổi. Theo như cái điều 1 luật thanh niên quy định, thanh niên là cái người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Và hết cái giai đoạn thanh niên này, ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn, đó là người thành niên. Người thành niên là cái người gì ạ? Từ đủ 18 tuổi trở lên. Và chúng ta sẽ thấy là từ đủ 18 tuổi trở lên thì chúng ta có quyền kết hôn, bởi vì lúc đó chúng ta đã là cái người thành niên rồi. Và khi mà ở cái giai đoạn thành niên xong thì chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn là người cao tuổi, tức là người từ đủ 60 tuổi trở lên. Cho các anh chị nhận thấy một cái khung pháp lý về cái vòng đời của con người dưới cái góc độ luật pháp thì chúng ta sẽ xác định theo độ tuổi là như vậy. Và chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Độ tuổi lao động tối thiểu ở đây theo pháp luật quy định trong cái điều kiện lao động bình thường là từ đủ 15 tuổi trở lên. Chúng ta nếu như mà muốn trao việc làm hay là cơ hội công việc cho trẻ em để có thu nhập thì chúng ta cũng hãy để ý đến vấn đề này, bởi vì là độ tuổi tối thiểu đó chính là từ đủ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó thì gì ạ? Độ tuổi nghỉ hưu hiện nay theo Bộ luật Lao động 2020, Bộ luật Lao động mới ấy, tức là từ đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ theo điều 169 của Bộ luật Lao động 2019. Và độ tuổi kết hôn thì sẽ từ 20 tuổi trở lên, nam nữ thì 18 và nam là 20. Các anh chị hãy cố gắng nhớ và hình dung những cái độ tuổi này. Bởi vì sao ạ? Có những cái độ tuổi như vậy thì nó có những cái luật điều chỉnh, và trong những cái luật đó thì chúng ta sẽ nhận được cái sự hỗ trợ và những cái điều kiện mà pháp luật quy định cho chúng ta. Chẳng hạn như từ 60 tuổi trở lên được xếp là người cao tuổi thì chúng ta sẽ có những cái chính sách hỗ trợ rất là riêng. Và hiểu biết pháp lý là cái công cụ mà để chúng ta bảo vệ quyền, như cái buổi vừa rồi hồi tuần trước Quyên đã chia sẻ cho các anh chị thấy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là những gì mà chúng ta đối xử với trẻ em ngày hôm nay có thể là những gì mà chúng ta sẽ nhận được khi già đi. Bởi vì cái quy luật vận hành, như chúng ta sẽ thấy những cái người mà chúng ta gặp cái lúc mà chúng ta bước lên cũng có thể đó là những cái người mà chúng ta sẽ gặp khi mà chúng ta bước xuống, phải không ạ? Và thực sự trong xã hội ngày nay thì rất là nhiều cái trường hợp là con cái bạo hành cha mẹ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong tuổi thơ con cái đã bị cha mẹ bạo hành rất là nhiều. Và nó giống như là cái vòng lặp lại, như là cái sự thu hút mà thầy Thái của chúng ta đã chia sẻ, đúng không ạ? Đó chính là chúng ta gieo những cái nhân nào thì chúng ta có thể sẽ gặt những cái quả đó. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn gì ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn là yêu thương, tôn trọng, bảo vệ và đồng hành đối với trẻ em, hay là chúng ta sẽ lựa chọn là bỏ mặc, lạm quyền, lợi dụng và bạo hành? Chúng ta sẽ lựa chọn cái hướng đi nào đây? Chúng ta sẽ chọn cái giá trị nào để thu hút về cuộc đời của chúng ta? Hay là chúng ta sẽ lựa chọn làm những cái công việc mà sau này có thể là chúng ta sẽ bị người khác đối xử tương tự như vậy, bởi vì chúng ta đã làm như thế? Thì các anh chị sẽ lựa chọn cái con đường của mình. Không ai có thể là dành thời gian để thuyết phục mãi hay là chia sẻ mãi về những cái hành vi mà chúng ta cần làm cho trẻ em được nữa. Mà đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải tự mình lựa chọn cái giá trị để cái điều đó nó sẽ gieo vào cái cuộc đời của chúng ta. Phải không ạ? Rồi,
trên cái phương diện là cái người mà chia sẻ về quyền trẻ em rất là nhiều lần cho những cái hội đoàn phụ nữ, thì chúng Quyên sẽ rút ra được là như thế này. Cái góc tiếp cận thông thường, tức là chúng ta phổ biến về pháp luật về quyền trẻ em ấy, thì nó kém hiệu quả. Bởi vì là người lớn sẽ cho rằng là chỉ trên danh nghĩa luật pháp thôi, đó là những cái quyền của trẻ em. Người lớn chính họ cũng không biết được rằng là họ có những cái quyền gì. Cho nên là để nói với một người là anh phải thực hiện cái quyền này cho người khác thì rất là khó ạ. Sẽ rất là khó, bởi vì là chúng ta phải thay đổi một cái góc tiếp cận mới. Tức là chúng ta phổ biến pháp luật về quyền cho chính người lớn trong cái góc nhìn về quyền trẻ em, thì khi đó người lớn mới hình dung được rằng là cái quyền của trẻ em so với cái quyền của mình nó ít như thế nào, nó bị hạn chế như thế nào, thì từ đó người ta mới tôn trọng và người mới bảo vệ cái quyền của trẻ em. Và do vậy cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn một cái góc tiếp cận mới, đó là chúng ta phổ biến về cái quyền của người lớn. Trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay, trong cái thời gian cho phép, thì luật sư Quyên sẽ chia sẻ cho các anh chị là cái quyền của người lớn, tức là quyền của mỗi chúng ta theo pháp luật như thế nào, để chúng ta có thể là hiểu biết và tôn trọng được cái quyền trẻ em là ra sao. Cho Quyên hỏi các anh chị, em ở trong phòng Zoom ngày hôm nay thì các anh chị có biết rằng là một cái người lớn thì chúng ta sẽ có những cái quyền nào hay không ạ? Các anh chị có thể ghi vào comment là các anh chị thường nghe nói rằng là chúng ta có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái quyền nào, có bao nhiêu quyền và đó là những cái quyền gì? Rất ít người có thể biết được rằng là chúng ta có những cái quyền cụ thể nào, bởi vì hầu như là chúng ta không được chia sẻ về những điều đó. Chúng ta thường sẽ không biết được rằng là chúng ta có những cái quyền cơ bản nào, hay là chúng ta có bao nhiêu loại quyền. Do vậy là chúng ta cũng sẽ không biết được là người khác có những cái quyền nào, đúng không ạ? Vậy thì Quyên sẽ chia sẻ ngay sau đây cho các anh chị thấy. Tùy vào cái cách phân loại và cái cách chia, nhưng mà cái cách phổ biến nhất là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Quyền cơ bản của công dân nó sẽ bao gồm 16 cái quyền công dân, chúng ta gọi là dân quyền, và 25 cái quyền con người, chúng ta hay gọi là nhân quyền, và tổng cộng là chúng ta sẽ có 41 cái quyền cơ bản, các anh chị em ạ. Và sau cái buổi chia sẻ này thì các anh chị sẽ tự tin để biết được rằng là khi người ta nhắc tới nhân quyền thì người ta nhắc tới những cái quyền nào, khi người ta nhắc tới dân quyền thì người ta nhắc tới những cái quyền nào. Dân quyền hiểu một cách cơ bản nhất đó những là cái quyền của công dân, tức là những cái quyền của những cái người mà có quốc tịch của cái nước nào đó thì sẽ có quyền những cái quyền đó. Còn quyền con người, tức là những cái nhân quyền, thì không cần phải có quốc tịch, mình vẫn được hưởng những cái quyền đó. Chẳng hạn như người Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam, đúng không ạ? Họ đâu phải là công dân Việt Nam đâu, nhưng mà họ vẫn được hưởng những cái quyền con người gọi là nhân quyền. Còn dân quyền thì chỉ khi mà họ có quốc tịch Việt Nam thì họ sẽ được hưởng, đúng không ạ? Đây, trên slide các anh chị sẽ thấy nó là 41 cái quyền rất là cơ bản. Và những cái chỗ mà Quyên highlight màu vàng ấy, đó chính là những cái chỗ mà luật trẻ em họ quy định cho cái quyền trẻ em đấy các anh chị ạ. Nhìn vào cái bức tranh này thì các anh chị sẽ thấy gì ạ? Quyền trẻ em nó rất là ít, đúng không? Nó rất là ít so với 41 quyền mà chúng ta có. Nghĩa rằng là không phải là trẻ em có nhiều quyền, và không phải là chúng ta luôn luôn phải chú trọng vào cái quyền trẻ em đâu. Bởi vì là quyền trẻ em cũng chính là nhân quyền và cũng chính là dân quyền. Chẳng qua là vì trẻ em chưa có những cái nhận thức đầy đủ về mặt năng lực pháp luật và năng lực hành vi, cho nên là pháp luật bắt buộc phải quy định một số cái quyền cụ thể ra để cho người lớn của chúng ta tuân thủ. Luật trẻ em là dành cho người lớn và dành cho trẻ em một cái phần gọi là bộ phận của trẻ em mà thôi. Thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Đầu tiên đó là cái quyền quốc tịch, tức là trẻ em sẽ có quyền khai sinh, nhập tịch, xác định cha mẹ, giới tính, dân tộc. Và ngay trong chính cộng đồng SE của chúng ta, Quyên mới nhận được cái yêu cầu tư vấn của các anh chị, đó là gì ạ?
bây giờ làm sao để có thể là khai sinh cho con, làm sao để xác định cha mẹ con trong cái trường hợp là con ngoài giá thú thì như thế nào. Thì sau cái buổi chia sẻ này, Quân cũng sẽ lấy cái ví dụ thực tế, những cái trường hợp case study như vậy cho các anh chị biết là chúng ta cần sẽ làm gì để bảo đảm cái quyền trẻ em. Và cái bức tranh này cho chúng ta thấy, các anh chị hãy nhìn qua đi ạ, tất cả những cái quyền mà chúng ta đang thực hành hàng ngày và trong đời sống nó xuất phát từ 41 quyền cơ bản này. Chúng ta được đi du lịch nước ngoài đó là nó xuất phát từ cái quyền tự do đi lại ở trong nước, ở ngoài nước, đúng không ạ? Hay là chúng ta tụ tập ở nhau trong cái phòng gym này nó xuất phát từ cái quyền là chúng ta được lập hội, được hội họp, đúng không? Nếu như mà không có cái quyền đó thì chúng ta sẽ không được gặp nhau trong cái phòng gym này như thế này, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có những cái quyền như là làm ra tài sản thì chúng ta sẽ sở hữu cái tài sản đó như thế nào, nền tảng là nó xuất phát từ cái quyền sở hữu. Các anh chị hãy dành một chút thời gian, 1 phút tới 2 phút để chúng ta đọc qua những cái quyền của mình đi ạ. Chúng ta sẽ thấy được rằng quan trọng hơn hết tất cả đó chính là cái quyền số 18, đó chính là cái quyền sống. Một cái câu nói rất là hay đó chính là không ai đáng bị chết, chỉ là trong mắt một cái người nào đó thì cái người này phải chết mà thôi. Và từ cái suy nghĩ chủ quan trong mắt của người khác như vậy cho nên là pháp luật lại bắt họ phải chết. Như vậy thì trong cuộc sống chỉ có hai cái nguyên do mà một người phải chết thôi các anh chị ạ. Đó chính là người khác cho rằng là người này đáng phải chết, và cái thứ hai là pháp luật cho rằng là người này đáng phải chết. Chúng ta sẽ loại trừ cái trường hợp chúng ta chết vì thiên tai, vì dịch bệnh, bởi vì đó là những cái trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Các anh chị hãy để ý nha. Cho nên là hãy hình dung rằng là quyền đối với cái mạng sống, quyền đối với cái cơ thể và quyền đối với cái sức khỏe của mình là được pháp luật bảo vệ một cách vô cùng chặt chẽ. Đối với trẻ em cũng vậy, chúng ta sẽ tập trung vào cái quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe, danh dự, chính là cái quyền số 19. Cho nên là những cái hành vi bạo hành về trẻ em thì chúng ta sẽ phải chấp nhận ở hình phạt vô cùng thích đáng. Cho nên là chúng ta hãy để ý là đừng bao giờ xúc phạm cái xâm phạm cái thân thể của người khác cũng như là của trẻ em các anh chị nha. Nếu như mà các anh chị đã lướt qua về cái 41 quyền của mình rồi thì Quyên sẽ chuyển sang một cái nội dung khác, đó chính là cái quy luật trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Ở đây các anh chị sẽ thấy rất là rõ gì ạ? Người lớn của chúng ta luôn luôn có quyền và nghĩa vụ đi đôi. Trong cái chương trình mà Law Coaching ấy thì Quyên có chia sẻ về cái phương pháp học luật trên người cho các học viên của mình, đó chính là cơ thể của chúng ta có hai cái tay, đúng không ạ, tay phải và tay trái, đó chính là cái cánh tay quyền lợi và chính là cái cánh tay nghĩa vụ. Và đối với một con người người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên thì cánh tay quyền lợi và cái cánh tay nghĩa vụ nó luôn luôn đi đôi với nhau. Quyền của mình chính là nghĩa vụ của người khác và nghĩa vụ của mình tương ứng với cái quyền của người khác. Do vậy các anh chị hãy nhớ nhá, chúng ta luôn luôn có cái cánh tay quyền lợi và cánh tay nghĩa vụ đi đôi cùng với nhau. Nhưng mà trẻ em thì không vậy ạ. Trẻ em thì chỉ có quyền thôi và trẻ em không có nghĩa vụ. Pháp luật không có dùng cái từ nghĩa vụ trẻ em. Pháp luật dùng cái từ là bổn phận trẻ em. Hai cái từ này nó hoàn toàn khác nhau. Bổn phận có nghĩa rằng là gì ạ? À, người đó có quyền làm đúng cái bổn phận của mình. Nó không có cái tính bắt buộc như là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thì nó có tính bắt buộc và nó có tính cưỡng chế. Do đó, đối với trẻ em thì chúng ta chỉ nhìn nhận là trẻ em có bổn phận của trẻ em mà thôi. Rất là nhiều bậc cha mẹ và ông bà hiện nay vẫn đang còn quy kết rằng là trẻ em có những cái nghĩa vụ này, có những cái nghĩa vụ kia. Nhưng mà không, chính pháp luật cũng không áp đặt bất kỳ một cái nghĩa vụ nào cho trẻ em. Ngoại trừ là gì ạ? À, khi mà đạt tới một cái độ tuổi nhất định, tức là từ 14 tuổi trở lên theo pháp luật hình sự thì cũng có phải chịu một số cái trách nhiệm hình sự về những tội đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên là ở khía cạnh của trẻ em thì chúng ta sẽ thấy trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ.
Cho nên là chúng ta giáo dục về bổn phận của trẻ em, chứ không phải là chúng ta quy kết trách nhiệm cho trẻ em để bắt là trẻ em phải làm điều này, làm điều kia, tuân thủ điều này hay là tuân thủ điều kia. Đó là chúng ta vi phạm về quyền trẻ em đấy ạ. Đây, chúng ta sẽ thấy bốn cái nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Đó là quyền sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia. Lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ nhớ bốn cái nhóm đó: sống còn, phát triển, bảo vệ và tham gia. Nếu chúng ta muốn nhớ thì chúng ta hãy ghi vào comment đi ạ, bốn cái nhóm quyền cơ bản của trẻ em. Chúng ta phải luôn luôn nhớ bốn cái nhóm này nếu như mà chúng ta muốn con em của chúng ta được được tôn trọng quyền trẻ em một cách đầy đủ theo như quy định của pháp luật. Đầu tiên đó là cái quyền sống còn. Đó là trẻ em có quyền được sống, quyền có họ tên, quốc tịch, quyền được biết cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc, quyền được bảo vệ, bảo đảm đến mức tối đa có thể được sống còn và phát triển, không bị tước đi cái quyền sống của mình, cái cơ hội sống của mình, và quyền được có mức sống đủ. Mức sống đủ ở đây là gì ạ? Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng là trẻ em nghèo. Các chị đã nghe cái khái niệm này chưa? Thường chúng ta hay than vãn rằng là chúng ta là người nghèo, đúng không? Chúng ta là người lớn nghèo. Nhưng mà trong cái quy định của pháp luật thì họ không chấp nhận một người lớn nghèo, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là người trưởng thành và chúng ta sẽ có những cái cách thức của mình, cái công cụ của mình để chúng ta kiếm tiền và chúng ta trở nên giàu có, thịnh vượng, bình an. Chúng ta sẽ biết tìm đến SE, đúng không ạ? Chúng ta tìm biết đến những cái cơ hội ở ngoài trường đời, ngoài đại học cuộc đời để chúng ta thoát nghèo. Còn trẻ em thì chưa làm được như vậy, cho nên là cái khái niệm mà nghèo ấy là cái khái niệm trẻ em nghèo. Trẻ em nghèo là khi mà trẻ em không được đáp ứng cái điều kiện về mức sống cơ bản. Nó có nghèo đa chiều, tức là nghèo về nhiều phương diện. Nghèo về mức sống, nghèo về học tập, nghèo về cơ hội tiếp cận, nghèo về những cái nguồn lực về giúp đỡ hay là trợ cấp. Chúng ta hãy để ý đến cái khái niệm trẻ em nghèo và chúng ta cố gắng trong cái vai trò là cha mẹ thì chúng ta đừng để con em của mình phải rơi vào cái cảnh nghèo. Bởi vì gì ạ? Tất cả trẻ em đều công bằng như nhau mà. Cho nên là ít nhất là chúng ta làm cho con cái của mình có một cái mức sống đủ. Như vậy là chúng ta sẽ đảm bảo được cái quyền sống còn cho trẻ em. Các anh chị hãy cùng cố gắng để chúng ta học tập, tu dưỡng và rèn luyện để chúng ta đảm bảo là trẻ em sẽ được có một mức sống đủ, các anh chị nhé. Tiếp theo là cái nhóm quyền phát triển, có nghĩa rằng là quyền được chăm sóc, điều trị bệnh, hay là quyền được học hành, được giáo dục, được phát triển tài năng, được vui chơi, giải trí, rồi được tự do tín ngưỡng. Trẻ em đã được quyền tự do tín ngưỡng rồi nha các anh chị. Chứ không phải là chúng ta ngăn cản cái quyền tự do tín ngưỡng của trẻ em đâu. Đặc biệt là trong thời đại này, cái nền kinh tế tâm linh và khoa học tâm linh phát triển ấy, thì trẻ em từ 10 tuổi trở lên đã có những cái nhận thức riêng về tâm linh rồi. Cái đời sống tâm linh của trẻ em đã phát triển và chúng ta phải tôn trọng cái tự do tín ngưỡng và tôn giáo đó của trẻ em. Tiếp theo đó là cái quyền được thu nhận những cái nguồn thông tin hay là cái tư liệu có lợi về trẻ em để chính trẻ em sẽ là cái người phát triển, chứ không phải là trẻ em là cái đối tượng quá phụ thuộc vào người lớn. Thì chúng ta hãy biết để tôn trọng cái quyền, cái quyền đó của trẻ em, các anh chị nha. Cái nhóm quyền thứ ba tôi muốn chia sẻ cho các anh chị ở đây chính là cái quyền được bảo vệ. Tức là không bị lạm dụng, bị bóc lột, bắt cóc hay là mua bán, hay là không bị ép lao động trước tuổi. Rồi cái quyền mà chống lại cái việc sử dụng ma túy, quyền bảo vệ khỏi cái sự tra tấn hay là đối xử trừng phạt. Rồi không buộc phải cách ly cha mẹ, ngoại trừ khi là cha mẹ đồng ý. Tức là hiện nay của chúng ta thường có cái trường hợp là ba mẹ để con cái ở cho ông bà, hay là ông bà tranh giành con của cha mẹ, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra những cái hành động mà ông bà tranh giành con với cha mẹ đó là sai, bởi vì không ai được quyền tách cha mẹ
con ra khỏi cha mẹ, ngoại trừ khi cha mẹ đồng ý. Vì điều kiện mưu sinh chúng ta có thể là phải để con cái ở phương xa để đi làm, chứ không phải là vì đó là cháu của tôi cho nên là tôi bắt nó phải sống với tôi. Ở đây nếu như mà các anh chị là bà, là ông, mà chúng ta cần phải để ý tới cái chỗ này một chút. Bởi vì trong thực tế thì Quyên đã gặp rất là nhiều trường hợp là phụ nữ mình bị bố mẹ chồng bắt chính con của mình và không cho con của mình tiếp xúc với mình. Cái đó là vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em nói riêng và theo quy định của pháp luật nói chung đấy ạ. ạ.